Rồi Thiện cũng muốn chào tất cả bà con nha, đã quay trở lại kênh của Thiện bơm nước mini Nhật Bãi. Thì ngày hôm nay Thiện cũng lên một số lô và một số máy mà Thiện đã dọn nổ và bao phí vận chuyển cho bà con. Đó là những cái con máy là Thiện có ghi số tiền ở trên hết những con máy. Đó những cái con máy như vậy nè, đó là Thiện đã sẽ bao phí vận chuyển cho bà con và hỗ trợ cho bà con là trong vòng 3 tháng. Thì ngày hôm nay Thiện lên là 4-5 con là xả 90. Đó, để bà con cứ hỏi nhiều quá cho nên Thiện tranh thủ dọn cái lô này lên trước cho bà con. Đó, hút xả 60 nè. Đó. Rồi những con máy này á là Thiện cũng nói cho bà con hiểu luôn. Có nghĩa là những con máy này là Thiện đã cho thợ kiểm tra và thử hết và dời việc, chỉ có việc là bà con đổ xăng vô và đổ nhớt vô là xài thôi nha. Những con máy này đều động cơ 4 thì hết chứ không có động cơ 2 thì nha bà con. Thì sáng thứ ba thì phun vôi bơm nước mini nó vời rồi Thiện sẽ lên một clip đó cho bà con. Đó, hiện tại giờ là hàng phun vôi, phun thuốc đeo quai là đang cháy hàng, đang gom hàng xong hàng hết rồi, đầy đủ hết rồi, chuẩn bị chỉ là xe vô thôi là sẽ bóc giờ lỡ lên clip cho bà con mua giờ bà con dọn đồ. Đó, còn những bà con nào mà dọn không được thì cứ alo cho Thiện, Thiện sẽ dọn con máy đó cho bà con. Đó, rồi ngày hôm nay Thiện cũng lên một số lô, một số máy cắt cỏ. Đó, một số lô cắt cỏ này ngày hôm nay Thiện sẽ bán là cứ một lô là hai con. Đó, qua những cái con bơm thuốc nè, đầu ti da đồ. Đó, là những cái con này Thiện sẽ bán cái giá bình dân cho bà con dời bà con xài. Đó, là những con phun thuốc đồ này nọ nè, đầu GX cưa. Đó là những cái con này là Thiện sẽ ghi lô nha. Thì bà con nào mà chốt lô á thì bà con đọc dùm lô cho Thiện. Có nghĩa là lô 1, lô 2, lô 3. Còn những cái con máy mà Thiện có hỗ trợ cho bà con là 3 tháng hỗ trợ cho bà con và bao phí vận chuyển cho bà con là Thiện sẽ ghi số. Đó thì bà con cứ ghi đọc số là Thiện sẽ chốt số nha. Đó. Thì nếu bà con nào mà chưa có rõ dời máy thì bà con cứ kết bạn Zalo. Đó, số điện thoại của Thiện cũng có để dưới tiêu đề hoặc là 0937602155. Đó là cái số đó Thiện là xài Zalo. Thì cứ kết bạn trước khi muốn xem hình hay là muốn test máy, những con máy mà Thiện đã làm nổ thì cứ kết bạn Zalo rồi Thiện sẽ chụp hình gõ qua. Hoặc là những con máy lô cũng vậy, thì cũng bà con nếu là có xài Zalo thì bà con cứ kết bạn Zalo để Thiện chụp hình gõ qua để mình nhận dạng con máy, để mà ngày mình nhận máy. Đó, còn nếu mà bà con nào mà tin tưởng mà nếu mà không cần và xài Zalo đã mua hàng của Thiện nhiều thì cái đó là tùy bà con nha. Đó, cho nên bà con yên tâm vào phần đó. Rồi thì hình thức á, thì bà con cũng rõ rồi. Thì buôn bán á, thì những con máy mà Thiện mà hỗ trợ 3 tháng cho bà con á, là bà con chỉ cọc cho Thiện từ 200 đến 500 ngàn là Thiện sẽ gỡ hàng cho bà con. Còn những máy lô đó, những máy lô á, là tùy theo lô mà mấy trăm ngàn đổ lại Thiện sẽ ship, không ship code nha. Còn những con máy lô nào mà giá tiền từ 1 triệu đổ lên thì bà con hãy cọc cho Thiện cũng từ 200 đến 500 rồi Thiện sẽ gỡ hàng cho bà con. Đó. Thì ưu tiên cho những bà con nào mà nếu mà bà con nào đã mua hàng bên cửa hàng của Thiện rồi thì Thiện cũng sẽ ship code cho bà con thôi. Đó, còn nhiều lúc bà con nào chưa mua đó, thì bà con thông cảm giùm cho Thiện. Rồi. Thì ngày hôm nay Thiện sẽ vô cái con đầu tiên, con này là con lô 1, Thiện sẽ đi một nửa lô và Thiện sẽ đi vô máy số nha. Đó, bà con lưu ý giùm cho Thiện. Cái con này là con lô 1, con này là con Isaki. Đó, con này là Isaki nha. Con này là nòng của nó lên tới 50cc. Đó, nòng lên 50. Nhưng mà tình trạng là hơi hám nó còn ngon. Nhưng mà Thiện thấy là nó cũng là tương đối là đủ đồ. Nhưng mà nó chỉ mất, nó chỉ là bị tét một chút ở chỗ này. Đó, qua bình, bình nó là đã nứt nha bà con. Đó, bình nó đã nứt một lỗ chỗ này. Cái chuyện cái này là Thiện sẽ bán động cơ đó cho bà con nha. Cái này là nó bị nứt chỗ này rồi đó, cho nên là bà con hãy, nếu bà con nào hàng được thì bà con xài nha. Đó, còn cái bình xăng này thì hàng lại nó nằm bên trên, mình hàng sơ lại là mình xài được ok thôi. Hơi hám có thì bà con sẽ làm sẽ nổ nha. Ở con này cũng còn tương đối là coi như là Thiện bán cho bà con là dời bà con, nếu nhà bà con có những cái dòng máy này lấy phụ tùng lấy đồ cũng được hết luôn nha. Rồi hôm nay Thiện sẽ giao lưu cái con lô 1 này, giao lưu cho bà con là 350.000 nha. Giao lưu cho bà con nha. Đó, 350.000. Rồi vô cái con lô 2 nè. Lô 2 này là một cái con Rubin 08 nha. Con này là nó bị móp cái ổ giật vô nè, bà con thấy nó móp cái ổ giật nha. Đó, do nó móp ổ giật cho nên Thiện giật không được. Đó, nó bị móp ổ giật thôi, nó là động cơ 4 thì nha bà con.
đó, con Rubin E08 đó, chén xăng chén đồ đầy đủ hết cho anh bà con, chỉ có thiếu nắp bô E thôi đó, thiếu nắp bô E. Hút xả nó là 42. Con này là chức năng của nó là lên tới 270 lít nước trên 1 phút nha. Bơm trên không nha, chỉ việc đổ nước vô trong này là xài thôi. Đó, Rubin 08 nha. Nếu bà con nào không thích thì bà con tháo ra ráp sơn bơm 76 hay là thân Thiên Long là được hết nha bà con. Rồi, con lô 2 này thì sẽ bán cho bà con giá bán 1.1 triệu nha. Ở giá bán 1.1 triệu. Rồi, vô cái con lô 3 này, một cái con Honda G100 nha bà con, 2 ngựa 2. Con này á, con Rubin 18, Rubin 08 này nó chỉ có 1 ngựa 6 thôi nha bà con. Ở con này hình như nó chỉ có 1 ngựa 6 thôi. À, 2 ngựa nha bà con. Con này 2 ngựa. Qua con này 2 ngựa 2. Tình trạng là nó bị tuột dây giật rồi nha bà con. Tuột dây giật và bình xăng đồ nó hơi xấu, nó bị sét nha. Đó, còn chén xăng bô E còn đầy đủ. Và bơm nó là hút xả 42 cũng lưu lượng nước con này. Lưu lượng nước con này là 280 lít nước trên 1 phút nha bà con. Đó, do bờ hoài nó còn xấu nhưng chén xăng chén đồ lóc máy lóc đồ là thiện thấy là còn tương đối là đẹp nha. Đó, tương đối là đẹp, đẹp xuất sắc. Đó, rồi cái con lô 3 nè. Đi lô 3. Lô 3 này thiện sẽ bán cho bà con, bán giao lưu cho bà con 800.000 nha. Bán giao lưu cho bà con 800.000, giờ bà con dọn lại nha. Rồi, thiện sẽ vô cái lô 4 nè. Lô 4 là một cái con cây cưa. Cái cưa này là format gì đây? Đó, Atin Witot gì đây? Đó, thiện lần đầu tiên bán cưa thì cũng chưa có rành gì mấy. Đó, thiện giờ bán là thiện lấy lô giật hơi cho bà con đây. Đó, hơi hám đâu còn ngon nha. Rồi lam xích rồi cũng còn luôn. Đó, giao lưu cho bà con luôn, lô 4. Lô 4 này bán cho bà con là 800.000 nha. Đó, lô 4 800.000 nha bà con. Đó. Vô cái con lô 5 nè. Lô 5 là một cái con GX25 nha bà con. Con GX25 này giật hơi trước đi. À, con này hơi nó hơi yếu nha bà con. Hơi yếu nhưng mà cũng đầy đủ đồ, bố đồ đầy đủ, chén xăng chén đồ đầy đủ hết nha. Hơi yếu nha bà con. Đó, GX25, con này hơi em thiện thấy hơi yếu. Thì giờ bà con làm là bà con kiểm tra lại dùm cho thiện nha. Rồi cái lô 5 này thiện sẽ bán cho bà con là 600.000 nha. Lô 5 600.000 nha. Vô cái lô 6 nè, cũng là GX25 luôn, giật hơi trước cho bà con luôn. Đó, con này thì hơi rất ngon nha, hơi còn chắc hơn nha. Đó, bố rồi cũng còn đầy đủ, bố còn mới tinh luôn. Rồi con lô 6 này bán cho bà con 850.000 nha, lô 6 850.000, hơi hám rồi còn ngon nha. Bô E rồi còn hết luôn nha. Vô cái lô 7 nè. Đó, lô 7 là một cái con máy cưa nha bà con. Cưa, con này là con Echo 601 nha bà con, đồng rất lớn. Ở tay này tay dài nha bà con. Ở nó có lam nó khoảng tầm 4 tấc rưỡi, xích nó cũng còn rất đẹp nha bà con. Đó, xích còn rất đẹp. Con này là thiện sẽ bao hơi bao lũ cho bà con, giật hơi cho bà con đi. Đó, hơi hám rất ngon. Rồi cái lô 7 này thiện sẽ bán cho bà con giá bán 2 triệu nha. Ở giá bán cho bà con 2 triệu. Rồi vô cái lô 8 nè, cũng một cây, cũng cây này là format 3205 nha. Đó, cũng con này là không có lam xích nha bà con. Con này nè, đây nè. Lam của nó là lam hợp kim nè. Đó, lam hợp kim nè. Đó. Và nó không có xích. Con này giật hơi cho bà con đi, đầy đủ đồ hết. Đó, hơi hám rất ngon nha. Nó thiếu xích nha bà con. Rồi bán cho bà con 750.000. Lô 8 750.000 nha, thiếu xích nha bà con. Rồi vô cái lô 9 nè. Lô 9 là một cái con Estin 015 nha bà con. Con này là thiện sẽ bao nổ luôn cho bà con luôn. Bao xài, riêng con này là bao xài chứ không bao ship thôi. Riêng con Estin 015 này chỉ có bao cho bà, trừ cái bao ship ra, còn bao nhiêu là thiện sẽ bao nổ, bao xài hết giờ cho bà con luôn. Con này là lam xích được còn rất đẹp nha bà con. Lam 3 tấc rưỡi, lam xích còn rất đẹp Estin nha. Estin tay dài nha bà con. Rồi bán cái con này cho bà con, con này là bao xài nha, chỉ không bao ship cho bà con thôi. Bán cho bà con 1.8 triệu nha. Rồi vô cái con lô 10 này cũng vậy, cũng một con Estin luôn. Con này, con Estin này cũng là Estin 015 luôn. Con này cũng vậy, trừ cái bao phí vận chuyển ra, toàn bộ là thiện sẽ bao hết toàn bộ cho bà con, bao nổ bao xài luôn cho bà con luôn nha. Đó, có hai con này nè, là rất cực kỳ là giờ là thiện đổ xăng đồ vô, vệ sinh sơ chén xăng rồi cho máy nổ cực kỳ là ngon luôn, Estin nha. Rồi bán cho bà con 1.8 triệu luôn. Đó, lô 10 1.8 triệu nha.
Rồi vô cái lô 11 nè. Lô 11 là một cái con cây cưa. Cây cưa đây, cây cưa gì đây cũng không hiểu luôn. Uman man gì đây. Cưa này là cưa Trung Quốc xuất Nhật rồi. Con này là xuất Nhật rồi bà con ơi. Con này là xuất Nhật rồi. Hay tông hay rồi đây. Rồi con này là chân in gì đây, là xuất Nhật chắc luôn rồi. Rồi bán con này giật hơi cho bà con coi, hơi hám rồi coi. Hơi hám rất ngon, hơi là rất ngon luôn nha. Rồi cái con lô 11 này hơi rất ngon. Rồi giao lưu cho bà con, bán cho bà con 500k. 500k nha. Đó, dời bỏ lam xích vô nha, giật hơi rất đã luôn, hơi hám nè. Hơi hám rất ngon. Rồi vô cái lô 12 nè, một con GX35 nha bà con. Nó có inlock nè, Honda GX35 rõ ràng nè nha. Rồi, con này là móc Boe nha bà con. Con này móc Boe GX35, vàng lông vàng đồ nó hơi bạc, hơi xấu nha. Bố đồ còn, mà nhưng mà bố hơi mồ. Rồi bán cái lô này cho bà con. Lô 12 bán cho bà con, con này là vàng lông nó hơi xấu. Giật hơi cho bà con coi coi. Hơi hơi nhẹ nha bà con. Hơi nó hơi nhẹ. Rồi bán cho bà con 700k luôn. Rồi lô 12 700k nha, hơi hơi nhẹ nha. Giờ bà con làm lại cho Thiện nha. Rồi, Thiện sẽ 12 lô rồi. Bây giờ Thiện sẽ vô những cái con máy mà Thiện sẽ bao phí vận chuyển cho bà con nè. Quà bảo hỗ trợ cho bà con trong vòng 3 tháng. Có nghĩa là Thiện sẽ bảo hành cho bà con, hỗ trợ cho bà con trong vòng 3 tháng. Giờ bà con có việc đổ xăng đổ nhớt vô quà xài ta nha. Rồi vô cái con số 1 đầu tiên. Vô đây luôn. Vô con số 1 đầu tiên là một cái con Robin EE20 này nha. Con Robin EE20. Con này là con số 1 nha bà con. Con này là nằm trên dàn bơm hút xả là 90. Hút xả 90 nha. Đầu vô cũng 90 và đầu ra cũng là 90 nha. Lưu lượng con nước, lưu lượng nước con này là 1000 lít trên một phút nha. Động cơ Rubin 5 ngựa xài y sơi. Máy móc đồ còn lóc, máy lóc đồ còn rất đẹp xuất sắc luôn nha. Dàn bơm này nè, máy đồ còn đẹp xuất sắc luôn. Tương đối là phải dòng những dòng này là máy móc đồ là tương đối là nó phải là 85-90% hết nha bà con. Đó, rồi con số 1 này giao lưu cho bà con luôn. Con số 1 bán cho bà con giá bán 3 triệu nha. Số 1 bán 3 triệu chuyên về hút bùn, hút hố ga, hút phân bò, phân heo rồi đó. Để mình đẩy lên trên vườn, trên đồ là nó chuyên về đó. Cho nên bà con nào mà xài những bơm nước nó cũng vậy, bơm nước nó cũng rất mạnh nha. Đó, mình không có cần xài lớp bơi dưới, mình nó là xài lớp bơi trên, chỉ mò nước vô trong họng bơm là mình xài thôi nha. Rồi con số 1 giá bán 3 triệu nha. Vô con số 2 nè, một cái con sới, máy sới, sới cào cào nha. Đây là sới mini. Con này là sới Mitsu, dòng Mitsu nha bà con. Con này là sới trước. Và con này nó xài là xài số nha bà con. Nó xài số. Nó có hai số tới, hai số dê nha. Có nghĩa là hai số dê là một số dê là dê bánh không, và một số dê nữa là để mình đánh lữ nha. Còn một số hai cái số hai bên này cũng vậy. Hai bên này cũng vậy, cũng một cái số đi và một số đánh luôn nha. Đó. Là cái này là chỉ có bóp con là chạy thôi. Đó, cứ vô ga bóp con lên về là chạy thôi nha. Đó, con này con sới. Còn tương đối Mitsu nha, ổ giật là ổ giật trợ lực nha bà con. Đó, ổ giật là ổ giật trợ lực chứ không phải là giật bình thường. Đây là dành cho những người già lớn tuổi rồi, giật nhẹ nhàng cũng nổ luôn. Răng đồ nó cũng còn tương đối là quá dày luôn nha bà con. Rồi, con này con số 2 này thì sẽ bán cho bà con là 4 triệu nha. 4 triệu đã bao phí vận chuyển cho bà con rồi đó nha. Rồi, vô con số 3 nè. Con số 3 là một cái con bơm nước Kawasaki SA130 nha, động cơ 3 ngựa nha bà con. Động cơ 3 ngựa nằm trên dàn bơm là hút xả là 60. Hút xả 60 nha bà con. Nằm trên dàn bơm hút xả là 60. Con này là lưu lượng nước nó là một phút nó là hình như là 500. Để Thiện coi, đúng rồi 560 lít nước trên một phút nha. Lóc máy lóc đồ còn đẹp tương đối là quá đẹp luôn nha. Lóc máy lóc đồ còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái con số 3 này, Kawasaki này nó xài Acer nha bà con. Rồi bán cho bà con giá bán 2 triệu 3 nha. Con số 3 2 triệu 3. Vô con số 4 nè, một con Mitsu GM132 nha. Động cơ nó là 4 ngựa nha bà con. Nằm trên dàn bơm hút xả là cũng là 60. Hút xả 60 luôn nha. Riêng con này là lốc máy lốc đồ là còn đẹp 95%. Ốc tán rồi bà con dòm nè, còn vàng khè luôn, còn đẹp và có ren rồi sẵn luôn. Con này lưu lượng nước nó là 520 lít nước trên phút nha. Đó, con Mitsu này đời OHV nha, đời mới. Mitsu thì lúc nào nó thị trường bơm nước Mitsu Honda là hàng đầu mà. Đó, cho nên bà con nào muốn xài mà là tiền nào là của nấy thôi. Như Kawasaki là nó giá nó khác, và Mitsu nó sẽ giá nó khác nha bà con. Rồi con số 4 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 2 triệu 9 nha. Số 4 2 triệu 9 nha bà con. Rồi con số 5 nè, một con Rubin E15 nha. Động cơ là 3 ngựa rưỡi nha bà con. Nằm trên dàn bơm là bơm 2 đồng.
Cái bơm hai đầu nha bà con, bơm hai đầu nè, một hai đầu 60 và một đầu 42 nha. Bà con muốn ra đầu nào bà con ra đó, cứ việc muốn ra đầu này bích đầu này đó, và ra đầu kia rồi bích đầu nọ lại thôi. Qua lưu lượng con này lên tới 600 lít trên một phút lận nha. Hôm nay thì đang hơi sớm á, thì mặt trời nó hơi chát. Nếu mà bà con nào muốn xem kỹ thì cứ kết bạn Zalo, ngày mai thì sẽ quay trực tiếp cho bà con xem luôn nha. Rồi con Rubin EE 15 hút xạ 60, lưu lượng 600 lít nước, đầu bơm hai đầu, động cơ 3 ngựa rưỡi nha. Rồi bán cho bà con giá bán 2,6 triệu nha. Rubin số 5 2,6 triệu nha bà con. Rubin số 5 2,6 triệu. Rồi vô con số 6 nè. Con số 6 là một cái con Subaru EH16 nha, động cơ 4 ngựa rưỡi nha bà con. Con này là đẹp 90%. Ốc tán được còn đẹp xuất sắc luôn, còn rinh nguyên bản của nó luôn nha bà con. Đó, hút xả là 60. Con này là hút xả cũng là 60 nha. Lưu lượng nước nó cũng là 500 lít trên 1 phút nha bà con. 500 lít nước trên. Con này là 600 chứ, 600 lít trên 1 phút. Đời OHC nha bà con. Đời OHC. Máy móc được còn đẹp, ốc tán được còn quá đẹp luôn nha. Ốc tán được quá đẹp xuất sắc luôn. Coi bình xăng này còn quá là đẹp, quá đẹp, đạt tiêu chuẩn luôn. Ở dòng này nè, bà con dòm ở đây là chỉ có bụi thôi nè bà con dòm nè. Chỉ có bụi thôi nha. Còn máy móc đồ còn đẹp xuất sắc luôn đó, những cái dòng này nè, quá đẹp luôn nha. Rồi cái con số 6 này thì sẽ bán cho bà con giá bán là 3,1 triệu nha. Đó, giá bán 3,1 triệu cho bà con nha. Số 6 3,1 triệu. Rồi một thiện còn là từ con số 7 nè. Số 7 là cũng là Rubin E20. Số 8 cũng là ENH Rubin 20 nha. Và số 9 cũng là Rubin E20 luôn. Số 10, 11 đều là Rubin E20 hết nha bà con. Thì hôm nay trong 5 con này thì một con hồi nãy con số 1 thì cũng đã nó nằm ở trên thì đã đăng rồi. Thì còn 5 con này một dãy luôn. Đó, thì sẽ bán từ con số 7, số 8, số 9, số 10, số 11 nha. Đồng giá 3 triệu cho bà con nha. Bà con muốn lựa con nào bà con lựa. Đó thì bây giờ trước mắt là thiện đã báo giá hết cho bà con. Động cơ là Rubin E20 là điều 5 ngựa hết, điều 5 ngựa hết nha. Đó, điều 5 động cơ 5 ngựa. Đó, đồng giá 3 triệu cho bà con nha. Bà con muốn lựa con nào bà con lựa nha. Bây giờ thiện sẽ vô đồng giá hết, ghi 3 triệu hết. Rồi thiện sẽ vô từng con, thiện sẽ quay từng chi tiết cho bà con xem nha. Đó, bây giờ thiện sẽ vô cái con số 7 nè. Đó, số 7 là cũng là động cơ Rubin nè, 5 ngựa nha. Đó, nằm trên dàn bơm là hút xả là 90 luôn. Qua những cái dòng này là lưu lượng từ 1.000 lít nước trên 1 phút nha. 1.000 lít trên 1 phút. Con này là nó có ren, có đồ đây sẵn đây, bên đó tự làm. Đó, có ren, có sẵn hết nha. Rồi, con đây là con số 7 nha bà con. Và con số 8 nè. Đó, con số 8 này nó cũng là cũng 1.000 lít trên 1 phút luôn. Đó, nó cũng có ren đồ sẵn, ren trong ren ngoài đây là đó. Nhiều lúc bà con mua những cái dòng này bà con không biết làm, đây này, đây là bên Nhật nó làm này, đó nó tiện ren nè, mình tiện ren là mình làm, muốn tiện nhỏ lại mình hút cho nó mạnh cũng được nè. Đó, mình không ấy thì mình mở cái thằng này ra, mở cái thằng ren này ra, thấy bên Nhật nó làm không. Đó, cho nên nhiều bà con nè mà nghĩ nói là bây giờ mua ren không có, đó người mình có làm như vậy nè. Đó, nhớ về quấn băng keo non, quấn vô cho nó thiệt kín. Đó, để mà mình bơm cho nó kín hơi, tại nó kéo bằng cái hơi bơm thôi. Đó, mình đổ nước vô trong này, đổ nước vô trong cái bơm này là tự nó hút nha. Rồi con đây là con số 8 nha bà con. Đó, con số 8. Vô con số 9 nè. Con số 9 này là nó chỉ có 900 lít nước trên 1 phút thôi nha, cũng hút xả 90. Và nó thiếu cái nắp này thì sẽ bỏ cho bà con nha, cũng đồng giá cho bà con luôn. Đó, giá bán là cũng 3 triệu luôn nha. Đó, bà con muốn lựa con nào bà con lựa nha bà con. Đó. Rồi vô con số 10 nè. Số 10 này cũng là 980 lít nước trên 1 phút nha. Con này là con số 10. Đó, máy móc lóc máy lóc đồ là con nào cũng còn đẹp sáng sủa lắm. Không có con nào mà lóc máy mà thâm đen đồ đâu. Đó, con này cũng vậy, lưu lượng 980 lít nước trên 1 phút. Đó, thì bà con muốn lựa con nào bà con lựa. Con số đây là con số 10, cũng giá bán 3 triệu. Vô con số 11 này cũng vậy. Đó, cũng Rubin EE20 luôn. Qua động cơ nó là 5 ngựa luôn. Đó, thì bà con cái con này á thì nó hay một cái á, là nó có được cái chức năng là mở cái này ra mình gỡ rác. Đó, con này nó hay một cái là có chức năng mình mở cái này ra là mình gỡ rác thôi. Đó, nó là khác, độc lạ nhất khác nha. Lóc máy lóc đồ là bà con giờ này nó còn đẹp xuất sắc luôn nha. Đó, lưu lượng cũng là 1.000 lít trên 1 phút nha bà con. 1.000 lít nước trên 1 phút. Đó là con số 11 nha bà con. Giá bán cũng 3 triệu cho bà con luôn. Đó, 5 con đồng giá hết. Đó, bà con muốn lựa con nào bà con lựa nha.
Thuyền sẽ quay từ từ cho bà con chọn xong bà con chụp hình gỡ cho thuyền cũng được nha. Đó, rất đẹp, máy xúc sắc luôn nha, chuyên về hút bùn, hút cát, hút hố ga nha bà con. Rồi, những con máy mà thuyền có bổn phận là bảo hành đồ cho bà con đã hết, bây giờ thuyền sẽ vô những cái lô cho bà con mua giờ bà con tự dọn nè. Rồi, thuyền hồi nãy cái lô nãy tới lô mấy đây? Bây giờ thuyền sẽ vô lô 13 nè. Con này là một cái con phun thuốc đầu cao áp nha bà con. À, đầu cao áp. Con này là Mitsu, con này Mitsu GB130 nha bà con. Mitsu GB130. À, con này còn rất là siêu vip. Nhưng mà con này đó là giờ bà con mua một cái cặp bánh bỏ vô nha. Đó, bánh bên đó nó bị gãy rồi. Đó, bánh bên đó nó bị gãy rồi. Đó, nó có cái cốt mình bỏ vô là mình bắt cái bánh lên như vậy. Đó, là rất đẹp nhưng mà con. Thuyền con này là thuyền sẽ bao hơi bao lửa, là thuyền đã mờ xăng vô, họng đã nổ luôn nha. Đó, giờ cái việc là xài thôi. Đó, giờ cái việc là vệ sinh sơ lại và cho máy nổ thôi, còn cái đầu áp là còn rất ok luôn. Đầu áp này. Đó, thuyền cá thử là test nó có ra nước luôn rồi nè nha bà con. Ở giờ cái việc là đổ nhớt vô này, đổ nhớt máy, gỗ xăng vô là xài thôi, còn rất đẹp. Còn bà con nào không muốn xài cái đầu áp, tháo cái đầu áp này ra. Và nó có hai chức năng. Tháo đầu áp này ra, bà con bắt xin bơm 76 vô là xài ok luôn nha. Đó, xài rất ok. Đầu áp đồ này nè, đầu thao của nó là còn rất đẹp, còn mới, rất mới luôn. Đó, đây là bốn cái chân ốc của lốc máy. Thì bà con cứ rời gỡ cái này ra, gỡ bốn ốc này ra rồi gỡ cái bát này ra và gắn sơn bơm 76 hoặc là thiên long vô là mình xài được nha. Đó, nó là tua nhanh nha bà con, riêng con này là tua nhanh. Đó, động cơ nó là tua nhanh nằm đầu áp, trên đầu áp cao áp nha. Đó, nó chỉ thiếu cái cặp bánh nè, giờ bà con mua cái cặp bánh nó bỏ vô cho bà con. Bà con bỏ vô rồi bà con đẩy đi cho nó nhẹ nhàng. Đó là mua cái cặp bánh bỏ vô thôi, ở thị trường có bán hết nha, đầu áp đồ còn đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái con GB này á thì thuyền sẽ bán cho bà con là không bao phí vận chuyển cho bà con nha. Rồi bán cho bà con giá bán là 3,5 triệu nha. Ờ, giá bán 3,5 triệu. Rồi vô con lô 14 nè. À, lô 14 là một cái con giang ma. Con này con giang ma nha. Đầu áp giang ma 3 chữ A, động cơ cũng giang ma luôn nha bà con. Ờ, động cơ cũng giang ma luôn, đầu áp là 3 chữ A. Ờ, giang ma 3 chữ A nha, 3 ti. Ờ, con này á, là hơi hãm rồi còn rất ngon. Thuyền sẽ bao hơi bao lửa và thuyền đã mờ xăng vô cũng đã nổ rồi. Ờ, giờ bà con chỉ việc vệ sinh sơ lại là cho máy nó nổ thôi nha. Đó, cái đây là lô 14 nha bà con. Rồi bán lô 14 này cho bà con giá bán 3 triệu nha. 14 3 triệu. Vô cái lô 15 nè, một cái đầu áp. Một cái đầu áp Tiga nha. Đó, Ti đây là Tiga nha bà con. Cái ký con này là con này bao nhiêu ký? Nó là 31 ký nha bà con, 21 lít nước trên phút đầu Tiga. Đó, cực kỳ còn đẹp xuất sắc luôn nè. Bà con nè, dòm nè, còn đẹp xuất sắc luôn. Quá đẹp luôn. Nè, ở trong cái bầu bơm nó mà thấy hình ngừ luôn nè ha. Đó, nằm trên động cơ là Kawasaki nha, động cơ ba ngựa tư nha. Riêng động cơ là thuyền sẽ bao hơi bao lửa cho bà con luôn. Giờ cứ việc đổ xăng vô là giật là nó nổ thôi, tại mờ xăng đã nổ rồi. Hoặc là mình vệ sinh sơ lại cái chính xăng là ok thôi nha. Rồi cái con lô 15 bán, lô 15 này bán cho bà con đầu Tiga nha. Đó, rồi bán cho bà con giá bán là 3,1 triệu nha. Ở Tiga nha bà con. Ở cái đầu áp rất đẹp xuất sắc luôn. Rồi vô cái lô 16 nè. Lô 16 gồm hai con Maru. À, Maru Yang Ma nha bà con. Hai con Maru. Ở tình trạng á, một con á là bị dính cứng nè. Và một con là giật hơi. Một con là hơi hám rất ngon nha. Tay cầm chén cỏ và có đầu bò đầy đủ và có một cái lưỡi cắt nha bà con. Ở có một cái lưỡi cắt hai con. Đó, hai con có một cái lưỡi cắt và hai cái chén cỏ, hai đầu bò, tay cầm, tay đồ đầy đủ, coi như là chính xăng chén đồ đầy đủ. Nhưng mà con này là đã bị còn tình trạng là dính cứng nha bà con. Rồi bán cho bà con lô 16 này, bán cho bà con giá bán là 1,2 triệu nha. Đó, hai con 1,2 triệu nha. Rồi xách ra luôn cho rộng rãi luôn. Hai con 1,2 triệu nha. Rồi vô cái lô 17 nè. À, lô 17 là hai con Makita nha bà con. Ờ, hai con Makita luôn. Makita là 23 nha. Makita 23 nè. Ừ, con này là Makita 23. Hai con này là tay cầm còn nè. Ở chén cỏ còn, đầu bò còn. Và một cây là không còn đầu bò nha.
đó, cho nên hai cây này hơi hám giật cho bà con đây, hơi là rất ngon đó. Con này là ổ giật trời lực luôn nha, con này giật ơi đó, hơi hám rất ngon, hai con rất hơi hám là rất ok luôn. Rồi bán cái lô 17 này cho bà con là 1,4 triệu nha, lô 17 1,4 triệu nha bà con. Rồi vô cái lô 18 nè, một con Maru Giang Ma, một con GGB 24 nè, đó, hai con này là hai đầu đầu bò có hết, có một cái chén cỏ nha, đầu bò có hết đó, đầu bò rồi là có hết nè, cần đồ là còn ngay hết nha, xài là tôm nhựa nha bà con, tôm nhựa giật hơi cho bà con đây. Lô 18 đó, hơi hám rất ngon đó, hai cây này hơi hám rồi rất ok luôn, một cây Maru một cây GB về 2,4 triệu nha, nó cũng là dòng, nó cũng là dạng đó, cũng là còn Maru luôn đó nha bà con, con này cũng là Maru Giang Ma đó. Đó, hai cây Maru luôn á. Rồi hai cây này thì sẽ bán cho bà con 1,6 triệu nha. Đó, hơi hám được còn ngon, đầu bò còn luôn nè, ở đầu bò một cái chén cỏ còn, đầu bò là đây, đầu bò đồ còn ngon hết nha. Ở giờ bà con vệ sinh đồ lại, cần đồ nè, đó bà con dòm nè, nó quá đẹp luôn. Đó, rồi lô 18 giá bán cho bà con là 1,6 triệu nha. Rồi vô con lô 19 nè, lô 19 gồm có hai con, một con Tanaka và một con ở đây là con Makita, hai con, một con, hai con đây giật hơi cho bà con coi. Đó, hơi hám rất ngon. Đó, con nào cũng có hơi ngon nha, tay cầm còn luôn. Đó, đầu bò còn hai cái đầu bò và một cái đầu bò chén cỏ có lửa cắt luôn, riêng cái bộ này nè, riêng cái bộ này là có đầy đủ luôn, chỉ có thiếu một cái lửa cắt thôi, giờ bà con lửa cắt lại một cái chén cỏ bỏ vô là làm máy nổ thôi nha. Hai con này hơi hám rất ngon. Rồi lô 19 này bán cho bà con 1,6 triệu nha, hai con 1,6 triệu nha bà con. Bà con nào chuyển khoản đủ là thiện bao ship hết luôn nha, riêng ngày hôm nay là nước chuyển khoản đủ thiện bao ship luôn cho, giao lưu với bà con luôn. Rồi vô con cặp Rubin 232 và 231 nha, hai con này là chiến cỏ, chiến cỏ còn, một tay cầm một còn, chiến cỏ đầu bò rồi còn nè nha, thiếu một cái chiến cỏ và thiếu một tay cầm đó, hai con Rubin, hai con Rubin nha, giật hơi cho bà con đây, một hai đó, một con hơi hám ngon nè, một con bị dính cứng nha, con 232 giật cứng nha bà con đó, con này là giật được hơi hám được còn ngon nha bà con. Rồi bán hai con lô 20 này cho bà con 1,2 triệu nha, lô 20 1,2 triệu nha. Rồi vô cái lô 21 nè, 21 này cũng là Rubin luôn nha bà con. 212 và 232, hai con Rubin luôn, hai con này là tay cầm còn, chén cỏ còn, đầu bò còn đó, chỉ thiếu lửa cắt thôi. Rồi giật hơi cho bà con đây. Đó, một con hơi ngon, hai con đều hơi rất ngon nha bà con. Đó, hai con rất ngon, lô lô máy. Rồi lô 21 nè, bán cho bà con lô 21 đây là 1,5 triệu nha, 21 1,5 triệu hai con. Rồi qua cái lô 22 nè, một con Rubin, và con này là, con này là con gì cũng là Rubin hay sao á, hai con nè. Đó, hai con này là hình như Asaba gì ạ. Đó, con này đã điều nồng nó, con này nồng 32 nha bà con. Đó, nồng 32, giật hơi cho bà con đây. Hơi hám rất ngon. Đó, hai cây hơi hám rất ngon nha. Đầu bò còn, hai đầu bò còn nha, và một chén cỏ còn, và một tay cầm còn, chỉ thiếu một tay cầm thôi. Đó, hai cái lô này nè. Rồi, hai con này bán cho bà con cũng 1,5 triệu, 1,4 triệu nha. Hai con 1,4 triệu nha. Đó, lô 22 hai con 1,4 triệu. Rồi vô cái lô 23 nè, hai con máy nè, lô 22 nha, hai con 23, con này hai con là, một con là tình trạng dính cứng nha, hai con tình trạng dính cứng luôn. Đó, một con đã giật được mà nó tuột dây giật nè. Đó, hai con hai con này là tay cầm còn, đầu bò còn luôn. Đó, tay cầm còn, đầu bò còn, lô 23
do nó bị dính cứng nha bà con. Rồi bán cho bà con giá bán hai con hai cây 1 triệu nha. Đó, 2 cây 1 triệu, lô 23 2 cây 1 triệu nha. Rồi. Vậy là hết rồi nha bà con. Đó, thì chuẩn bị thiện về cái lô phun voi. Phun voi là phun thuốc mấy bên mini là để lúc đó là thiện sẽ đăng lên cho bà con. Bà con cứ hỏi phun voi phun dồ hoài, nhưng mà cái hàng đó hiện tại bây giờ là thiện mới vừa gom xong rồi, giờ nằm tầm chỉ có 70 bình hay là 80 bình thôi. Đó, cho nên thiện sẽ phát một clip luôn để mà cho bà con lựa chọn luôn, rồi để thiện đặt hàng sớm để giờ mà để phục vụ cho bà con nha. Rồi bà con xem kênh, những cái gì mà thắc mắc, những gì bà con cứ bình luận và chỉ dẫn dùm cho thiện. Thiện sai thiện sẽ sửa đó, hoặc là thiện bán cao quá thì nhắc dùm cho thiện, tại vì ngành cắt cỏ này thiện mới xâm nhập cho nên thiện cũng chưa có hiểu rõ nha, cho nên bà con hãy bình luận và chỉ dẫn dùm cho thiện để thiện học hỏi, mà để càng ngày mà để mà mình phát triển, mà để mà phục vụ cho bà con tận tình hơn đó. Vì vậy cho nên bà con đừng có e ngại hết, cứ bình luận và nói thiện có những cái gì thì cứ bình luận, thiện sẽ sửa sai mà để mà phục vụ cho bà con, đúng không? Đó, vì vậy cho nên bà con xem kênh, bà con thấy cái kênh của thiện á nó hay hay là nó vui hay là một cái gì đó và mến cửa hàng gì đó, và bà con hãy cho thiện một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha, tại vì thiện cũng gần lên 15.000 người 15.000 lượt view rồi đó, cho nên bà là thiện sẽ làm một cái chương trình tri ân khách hàng đó, cho nên bà con ủng hộ và đăng ký và chia sẻ dùm cho thiện. Thiện cảm ơn nha. Rồi xin thiện xin chào tất cả bà con.